kênh bán nhà quận 7 chính chủ. Hôm nay giới thiệu đến cô chú anh chị căn nhà tại hẻm 360 xẹt 1 Phạm Hữu Lầu, Nhà Bè nha cô chú anh chị. Nhà có diện tích ngang 4, dài 8m, nhà một trệt, 2 lầu, 4 phòng ngủ, 3 vệ sinh, nhà mình đồng sở hữu nha cô chú anh chị. Nhà hẻm trước đường 6m luôn. Để em quay trước đường xong mình đưa cô chú anh chị vào bên trong để mình xem bên trong căn nhà của mình nha. Nhà mình hẻm xe hơi đầu trước hẻm đầu hẻm 360 này nha cô chú anh chị, có biệt thự lớn cực lớn nè. Đó, hẻm mình 360 Phạm Hữu Lầu đi vô nè. Đó, đây là 360 Phạm Hữu Lầu nha cô chú anh chị. Đây mình vô nhà mình chừng 100m nha cô chú anh chị. Nhà mình căn góc hai mặt tiền nha. Đây, lầu ngoài 360 mình đi vô. Đây. Đây là nhà mình nha cô chú anh chị. Nhà mình trước có cái sân luôn nè. Hẻm trước nhà được 6m luôn. Nhà mình ở trên có cái ban công lớn lắm nha cô chú anh chị. Ngang 4 dài 8m. Đây, mình đưa cô chú anh chị vào bên trong để mình xem bên trong cái nhà của mình nha. Nhà mình thì hai lớp cửa nha cô chú anh chị. Ngoài lớp cửa sắt, ở trong là lớp cửa kiến sofa. Đây là bên trong nhà mình khá đẹp, khá sang trọng nha cô chú anh chị. Mua bán chủ nhà tặng hết nội thất cho mình luôn. Ngang 4 dài 8, nhà một trệt 2 lầu, 4 phòng ngủ, 3 vệ sinh. Trên lầu có cái ban công nha cô chú anh chị. Giá chủ nhà muốn bán giá là 2,5 tỷ, thương lượng chính chủ. Nhà mình đồng sở hữu nha cô chú anh chị. Đây là không gian bếp nhà mình đây. Đây cuối nhà mình thì cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh đây. Còn cái kiến tủ này thì nó xài, đó, xài bằng cảm ứng nha cô chú anh chị. Mở lên đèn sáng lên. Nhà mình hướng đông nam nha cô chú anh chị. Giá 2,5 tỷ, thương lượng chính chủ. Đây đưa cô chú anh chị mình lên trên lầu 1 để mình xem trên lầu 1 nhà mình nha. Đây là lầu 1 nhà mình. Nhà thì chủ nhà cũng có trang bị cho mình sẵn cái lớp ốp gỗ nha cô chú anh chị. Đây là phòng sau. Phòng này có vệ sinh trong phòng nha cô chú anh chị. Bên đây mình có cửa sổ rất thoáng. Đây là phòng trước nhà mình. Nhà mình có rèm cửa đồ hết rồi nha cô chú anh chị. Đây rèm cửa hết luôn. Đây là ban công trước. Đây là ban công. Ban công nhà mình. Đây, bên đây nó còn cái đây, ban công đây. Sang trọng luôn. Đây xe hơi về mình đổ đây. Em đưa cô chú anh chị lên trên lầu 2 nha.
Em xin nhắc lại đến cô chú anh chị, nhà ở hẻm 360 xẹt 1 Phạm Hữu Lầu, Phước Kiển, Nhà Bè nha cô chú anh chị. Nhà có diện tích ngang 4, dài 8m, nhà một trệt, 2 lầu, 4 phòng ngủ, 3 vệ sinh. Chủ nhà muốn bán cái giá là 2 tỷ rưỡi 50. Thương lượng chính chủ, nhà mình là đồng sở hữu nha cô chú anh chị. Nhà đồng sở hữu, mua bán ký công chứng ủy quyền, mua bán còn đều được hết nha cô chú anh chị. Đây là nhà vệ sinh nhà mình đó. Nhà mình thì góc hai mặt tiền, phòng làm ra nó cũng nhỏ chứ không lớn lắm. Phòng nào có cửa sổ thì cô chú anh chị. Sàn thì lát gỗ. Đây là phòng trước. Nhà ở hẻm 360 Phạm Hữu Lầu, Phước Kiển, Nhà Bè. Nhà có diện tích ngang 4, dài 8m, nhà một trệt, 2 lầu, 4 phòng ngủ, 3 vệ sinh. Chủ nhà muốn bán cái giá là 2 tỷ rưỡi 50. 2 tỷ rưỡi 50 thương lượng chính chủ. Nhà mình hướng Đông Nam nha cô chú chị. Nhà đồng sở hữu nha cô chú chị. Đây em quay trước ban công trên lầu cho cô chú chị mình xem. Đây ban công của lầu 2 rất là rộng rãi. Đây, đó xe hơi là về đổ đây. Về đổ đây. Nhà là có rèm cửa đâu hết rồi nha cô chú anh chị. Em xin nhắc lại cô chú anh chị, nhà ở hẻm 360 xẹt 1 Phạm Hữu Lầu, Phước Kiển, Nhà Bè. Nhà có diện tích ngang 4, dài 8m, nhà một trệt, 2 lầu, 4 phòng ngủ, 3 vệ sinh. Chủ nhà muốn bán cái giá là 2 tỷ rưỡi 50. 2 tỷ rưỡi 50 thương lượng chính chủ. Nhà cho mình là nhà đồng sở hữu cho cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào muốn đi xem nhà cứ liên hệ cho em sẵn sàng sẽ đưa cô chú anh chị qua xem nhà nha. Em cảm ơn cô chú anh chị trong thời gian qua đã xem cái kênh bán nhà 7 chính chủ nha.